Theo công bố mới nhất của hãng tư vấn Alphaliner, tổ chức nghiên cứu hàng hải hàng đầu thế giới thì cùng cảng cái mép thị vải đã lần đầu tiên vào top 30 cảng container lớn nhất thế giới, xét theo sản lượng thông qua. Theo hãng tư vấn Alphaliner, sản lượng thông qua cảng cái mép thị vải trong năm 2023 đạt gần 5,6 triệu tiêu, vượt qua hai cảng là Savannah của Mỹ và Manila của Philippines. Như vậy, sau 15 năm, tính từ thời điểm đi vào hoạt động đến nay, cụm cảng cái mép thị vải đã có bước phát triển mạnh mẽ, khi lần đầu tiên lọt vào top 30 cảng container lớn nhất thế giới. Ngoài cụm cảng cái mép thị vải, với sản lượng đạt gần 8,4 triệu tỷ dư, cảng cắt lái của thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng một hạng từ vị trí thứ 21 lên thứ 20 trong bảng tiếp tục là cảng container lớn nhất Việt Nam. Năm 2023 lần đầu tiên Việt Nam có hai cảng container nằm trong top 30 cảng lớn nhất thế giới. Trong bối cảnh doanh nghiệp đang đa dạng hóa chuỗi cung ứng và đẩy mạnh dịch chuyển sản xuất thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống cảng biển Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì các vị trí thuộc top 30 trong những năm tới.